Ok, chào mừng em trở lại channel của Minh Kiều nha. Thì trước khi vào các đầu clip siêu phẩm thì chúng ta sẽ đi ăn một quả siêu cốt. Siêu cốt tuần của bác Baby Storm nhá. Để xem cái quả siêu cốt này nó khác gì với những quả siêu cốt đợt trước. Nó khác gì với những quả siêu cốt đợt trước anh em nhá. Để xem nó khác gì. Một trong những người nạp kinh nhất Việt Nam. Để xem cái siêu cốt này nó có khác bọt gì so với những cái cốt mà các nhà người chơi khác đã nạp. Ôi giời ôi anh em ơi. Trời ơi, cốt này thật sự là cốt này thì nó phải là dã man con ngan. 3.000 kim cương, 50 xu cao cấp, 50 thẻ cao cấp, ui, 5.000 răn tẩy, 5.000 bột, 500 con quả bốn, 500 cái gì đây, 500 mảnh bốn không đọc líu lưỡi lên anh em ạ. 20 triệu bê ly, ui ui ui, kinh khủng tởm anh em ạ. Được chưa? Anh em nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ Minh Kiều. Một ngày nào đó tôi sẽ tặng cho anh em một quả siêu cốt y hệt thế này. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ tôi nha. Let's get it. Ok, trước khi vào đầu clip thì chúng ta sẽ đến với một con game đánh bài siêu hay khổng lồ. Con game đánh bài Kawin hay nhất 2023, chơi cực kỳ dễ trúng thưởng các bạn. Và hiện tại đã có thêm một cái ưu đãi nữa. À, anh em mà tham gia, anh em like và đăng ký kênh, tham gia nhóm của Minh Kiều. À, tham gia nhóm mà tôi để ở dưới cái mô tả. Cái video này thì chúng ta sẽ nhận được một gift code nhá. Nhớ là bảo bạn fan fan kênh của anh Kiều sang nhá. Fan kênh của anh Kiều sang sẽ nhận được một code 20k. Tôi link nhóm tôi sẽ để ở dưới cái mô tả bình luận này cho anh em chiến thử nhá. Đó là hàng ngày này, sự kiện xui xẻ ngày nhận 3k. Hôm nay sẽ có thêm ưu đãi nữa cho những fan của anh Kiều nhá. Đổi thưởng uy tín này. Về anh em có thể add được rất nhiều tài khoản banh, lịch sử đổi thành công rất nhiều luôn. Hiện tại vốn đang là 29m, mà sẽ đi test cho VIP Club này. Các bạn có thể xem tham gia hoạt động VIP Club này. Hiện tại tớ đang là VIP 3 đặc quyền, khi đặt là bạn sẽ nhận được phần thưởng lên tới 266k. Đăng nhập số ngày cố định nhận thưởng sẽ là 56k này. Bạn có thể nhận thưởng thêm 5% ở sự kiện rung cây tiền. Đây cây tiền đây, rung thử cho anh em nào. Chặt, hiện tại không đủ à? Nhận này. À, đây là rung cây tiền anh em ạ. Cây vàng, cây bạc. Mini game, sổ số 3D. Ok, bây giờ tôi sẽ đi chiến thử con game mà. Đây có nhiều game lắm, bắn cá sắp đĩa này, bắn cá nổ hũ này. Tôi vẫn trung thành với quả kèo xỉu tài anh em ạ. Xỉu con nhà bà tài, mà xin vào làm tí nhá. Game cực kỳ hay anh em ạ. Thì đăng ký cực kỳ dễ luôn, cần mỗi số điện thoại thôi. À, chúng ta có thể bắn được con game này rồi. Xỉu một mờ. Xỉu một mờ cho nó khét. Vào. Tài à, anh à, căng nhà. Đi thêm tiếng nữa à. Người ta bảo là ngã gấp ở đâu thì chúng ta phải gấp đôi ở đấy. Rồi, xem cầu đã. Đánh không gấp đâu. Vẫn tài à. Cầu này à. Từ, cầu này tôi bỏ anh em ơi. Tiếng này tôi xin phép bỏ. Vẫn tài cơ. Ô xỉu được này. Hay thế nhỉ. Tiếng của tôi 17m vào tài vẫn vào xỉu được. Đây anh em nhìn tôi vạ thế này à. Ngã ở đâu chúng ta phải gấp đôi đấy nhá. Ngã ở đâu phải gấp đôi đấy nhá. Anh em có thể đánh nhẹ nhàng, tôi không thích nhẹ nhàng lắm. Vào vụt 2m luôn. Xịt thộ. Làm sao mà xịt được. Đấy cái gì chưa, quá dễ chơi luôn. Làm 2, làm 4m là làm 2m nhẹ nhàng luôn. À vẫn đang là cá cược à. Ok, như vậy là đã xong con game siêu hot rồi. À quên, chưa giới thiệu cho anh em về hình thức nạp tiền thì cực kỳ uy tín và nhẹ nhàng. Cổng gạp, thẻ cào, Momo, Zalo Pay, Viettel, Qua Banking, Internet Banking rất dễ anh em ạ. Anh em nào muốn chơi con game này thì có thể tại vì tài trí với Minh Kèo nhá. Link mô tả tôi sẽ để ở dưới bình luận này. Và nhớ tham gia nhóm mà tôi gửi ở dưới bình luận để nhận code miễn phí nhá. Ok anh em, sau khi bú siêu cốt xong chúng ta sẽ đến với những update của ngày hôm nay nhá. Hiện tại là chiêu mộ Như Ý đã cho vào con Carrot này. Chiêu mộ Như Ý của chúng ta đã trở lại Carrot và Perona anh em ạ. Ngon nhá. Chiêu mộ Như Ý đã trở lại Carrot và Perona rồi. Để xem ác của bác Baby Storm đã mắc con Carrot chưa. Chưa mắc Carrot, chúng ta có thể lấy thêm được Carrot để vụt vào đây anh em nhá. Lấy thêm được Carrot để vụt cho mắc kỹ năng SP đi. Còn ngày hôm nay là chúng ta sẽ đến với quả kèo anh ba sạn ở bên server Hàn Xẻng trước anh em nhá. Anh ba sạn ở cái này được chọn ở cái này chọn này tính sau này. Rương UR Việt Nam sẽ update nhau rồi. Rương này thì vẫn đến con Bullet thôi. Dường UR lại thêm vẫn là Marco. Carrot là chuẩn bị, hình như được Carrot là sau Marco đấy anh em ạ. Carrot là chúng ta sẽ vụt ở sau Marco nha anh em nha. Đi xét thử nào đây à. Test thử nhân phẩm nào xem được con Brook không. Ôi tôi nát thôi. Nát gáo. Thế là nhân phẩm còn cái nịt. Đâu xem ra vũ khí 4 không. Không có vũ khí 4 nào. Ok, chúng ta sẽ sang cụm Hàn Xẻng luôn nha anh em nha. À, còn trở lại chiêu mộ nữa anh em ạ. Yamato, Rayleigh và Bullet ạ.
Được nhá, đợt này trở lại chiêu mộ hơi bị ngon đấy. Đấy, anh em nhớ Rayleigh tầm này anh em để vé anh em xả vẫn chiến được. Anh em mà muốn lên TV những cái quả kèo như này nhá, cứ inbox cho tôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với quả kèo bên Hàn Sẻ nhá. Let's get it. Ok nhá, chúng ta có anh Sạn phiên bản thức tỉnh này. Gần mắc kỹ năng SP thiếu đúng một điểm. Anh Sạn này thì anh ấy chơi đam anh em nhá. Chơi full đam 283 credit thôi, để tôi xem đa Sạn phiên bản chơi full đam khỏe hay là Sạn phiên bản chơi full tanh khỏe nhá. Ông này lực chiến 10 triệu, sở hữu anh Jai Jimbe mắc SP này, xanh mắc này, rổ mắc, Rayleigh mắc, Uta mắc nốt ạ. Ủa ôi, khét nhờ. Rổ này mà 27248 cũng khét, cũng khét. Ống nhòm này. Ui dồi, thôi hỏng rồi. Con Jimbe chơi kiểu này hỏng. Để xem con Sạn nó chơi cái gì. Sạn chơi sách ma thuật này. Ba ghi này, xanh thần tị này, rổ này. Ôi dồi, ông này không chơi la bàn à? La bàn để đâu rồi? Đây là bàn để Rayleigh hỏng rồi. Thế mà vẫn win được, hay thật. Đây còn Baggy chơi full bộ của không chế này khỏe lắm anh em ạ. Xanh thần tị chơi bán tanh này. Có cái né tránh cho xanh để xem nào. Xanh thần tị có cái né tránh là tôi nghĩ là nó khét. Ui dồi, 299% tỷ lệ bạo kích cơ. Con xanh này view khét đấy anh em ạ. Để xem sát thương nữa nào. Rổ này view cũng khá ngon này, 291 được. Ông này view có vẻ ngon hơn này, hơn khoảng 2 triệu lực chiến. Vụt. Để xem anh ba Sạn chống đỡ cái team này nào. Jimbe này. Úi giời, xanh này. Team gần 5 con mắc kỹ năng HP, còn răng Jangly thiếu đúng 1 điểm. Nó vụt rồi, team đội bạn không trượt phát nào anh em ạ. Ai à? Thánh Linh à? Người ta chẳng đây. Một trong những con tướng búp đang làm loạn ở server Việt Nam đây anh em ạ. Một trong những con siêu búp đang làm mưa làm gió ở server Việt Nam. Mà cắt 11 triệu 6 là Siriu mưa đây. Còn Joaquin đây anh em ạ. Joaquin, Siriu mưa. Hai con thất vũ hải. Bây giờ là hệ ác mộng ở trong game. Uketemio 8 triệu rưỡi này. Đây, anh Jai Jimbe. Nếu mà ra server Việt Nam thì hứa hẹn là rất nhiều anh em lấy đây. Phải nói là hiệu ứng quá ngầu, quá đẹp. Tạo hình sóng vỗ các thứ. Đây, anh ba Sạn này nhá. Ủa, anh ba Sạn kết hợp với Sàn Di. À, kết hợp với Baggy, kết hợp với Gear 4. Khét, team này thật sự là cứng. Thật sự anh em ạ, vừa cũng cứng vừa đam luôn. Vừa cứng vừa đam, team này khỏe này. Hiệp thật, team này tôi đánh giá là cực kỳ mạnh này. Không cần phải đến con búp anh em ạ. Không cần phải đến chopper gì cả. Nếu mà nó chơi Gear 4 này không cần đến chopper nhá. Để xem cái sự mạnh mẽ đến từ team sở hữu hai con tanh khủng và một con tướng đam tanh khủng. Nhưng mà lại lên full đam này như nào. Anh ba Sạn. Xanh thần tị này. Ông xanh ở bên ông bên tay phải này. Còn ông bên A Blue ở bên tay phải là build chuẩn hơn, build ngon hơn. Ông bên tay trái build tù hơn. Cái ngự công ngự gun 6 triệu 8. Asurabake Mojano Tanumide 33 triệu 8 ạ. Ui giời ơi, khẹt tê. Khiếp. Làm quả 33 triệu 8 mà. Con nào chết luôn đấy. Con Jangly chết luôn anh em ạ. Jangly có vẻ tầm này hơi đuối ở trong meta mới này rồi. Thật đấy, Giang Lý có vẻ hơi đuối đấy anh em ạ. 10 triệu 2 này. Uketemio 11 triệu rưỡi này. Ui, xanh biểu chuẩn nó khác bọt lắm anh em ạ. Đây, Zoro đang bị ăn trừ 50% thủ đến từ Sanji này. Và trừ 20% miễn sát thương nữa. Có khiên này dã man. Còn bên Sanji đang được cộng thủ. Cộng cái khiên này 40% thủ đến từ con Baggy ạ. Khiếp thật, team cực dày anh em ạ, lại còn xe sát thương của Gear 4 nữa. Tôi không hiểu là cái team này nó chết kiểu gì nữa. Ui, pha đạp chắc quắc e của Sanji. Trừ
chưa hiểu cái tìm hiểu chết cái kiểu gì nữa anh em ạ. Quá trâu. Tìm 5 con mắc kỹ năng SP cũng ra đi. Anh dài Jinbe. Đấy, Jinbe vẫn được 10 triệu mặc dù thua 2 triệu được chiến anh em nhá. Đam của Jinbe phải nói là cực to đấy. 18 triệu 8 này. Có được phát nữa không? 3 phát ulti này. Ui. Anh dài Jinbe chúng ta không hề kém cạnh anh em nhá. 3 phát ulti phải nói là hơn 30 triệu sát thương. Khiếp thật. Ghê đấy anh em ạ. Ghê nhá. Ok, xanh thần tị đã bị khóa mõm. Nhưng mà người ta đi chậm là tịt. Mà team bên ông tay phải, ông anh Ablu chỉ bị con Zoro là chết một lần thôi. Còn lại team còn cứng lắm anh em ạ. Sạn Di, úi dồi, 3 triệu 2. Sạn Di còn không mất một tí sắc dương nào luôn. Ba ghi và kia for không mất tí máu nào luôn ạ. Dã man thế nhờ. Tuột xích. Ok, trận đấu ngã ngũ ở đây, chúng ta cùng đến một trận đấu của anh Ba Sạn, một trận đấu nữa anh em nhá. Let's get it này. À quên, hãy bỏ qua Sạn đi, chúng ta hãy đến với gò kèo Nam In Soan của ông top 1. Đến hẳn xẻng anh em nhá, để tôi muốn xem cái lượng sát thương lớn của Nam In Soan đến mức độ nào. VS với ông này 9 triệu này. Sở hữu A sang team meta này nhưng mà cũng khá khét nhá. Chúng ta cùng đi xem gò kèo này này, let's get it. Đây, Nam In Soan này anh em ơi. Thấy bảo Nam In Soan dã mới có một round. Lực chiến của Nam Soan ở trong team bên ông tay trái top 1 này có 10, hiện tại mới có 12 triệu thôi. 5 con mắc kỹ năng HP sở hữu Chiryu nữa. 1 gõ này. 2 gõ này, mỗi con gõ anh em ạ. Để xem ông này, ông ấy sở hữu con Nami này mới là Nami chuẩn này. Nami này mới chuẩn anh em ạ. Mấy cá chuẩn. Chiryu nhá. Chiryu của team 12 triệu đây. Team này nó mới cá chuẩn. Ikeru's Mister. Imakats 15 triệu 3. Vút. Úi giời ơi. Mỗi thằng hit. Bố này. À, chuẩn bị vào team chính à. Mỗi thằng hit anh em ạ. Đây, team chính này lực chiến nó mới xem nhau này, thua khoảng 2 triệu này. Và team ông kia là chất tướng mạnh hơn hẳn đấy. Sở hữu hai con siêu đam Zoro và Onigashima và Ace Sang này. Yang Rayleigh. Để xem nào, để xem Nami Soan thì thể hiện như nào nào. Một vút. Đây, pha giảm công 99% đây. Và đang giảm công vào con Uta anh em ạ. Uta giảm công Uta không ăn thua. Một vụt này. Những con búp bây giờ khả năng là bị khống chế khá nhiều vì cái giảm khả năng búp máu của từ những con tướng mới bây giờ. Đây vào round ulti nhá. Ace. Hạ chúng nó đi anh. 12 triệu 1 này, đau chưa? Phải nói là con Ace này quá khỏe anh em ạ. Chắc chắn là nhà phát hành là fan cuồng của Ace rồi. Một con tướng cũ mà làm lại mà lại khỏe như thế này thì phải nói là kinh khủng anh em ạ. Mà A còn chết trước, chết ở trong trận tổng bộ hải quân nhá. Còn chưa có Haki ha kẹo gì. Mới chỉ biết là A có Haki áo vương thôi. Còn chưa có tham skip sự cùng cho A cả. Thế mà sức mạnh nó lại đáng sợ như này trong game rồi. Đáng sợ như này rồi. Trong khi thầy ông nội Gáp của chúng ta làm đợt đầu là một anh hùng hải quân. Người đánh sức mạnh ngang với vua hải tặc mà làm cho con Uda đặt đầu còn lọ thôi rồi anh em ạ. Thậm chí là Luffy kia năm mang tiếng nhân vật chính mà là bị làm lọ. Chùm cuối của game. Asurabake. Đây có nốt nhạc này. Zoro hiện tại đang có nốt nhạc và búp. Ui rồi. Và búp sát thương bạo kích. Nhưng mà đam vẫn lọ. Nami đam đơn anh em ạ. Khoai. Cá khoai ạ. Nami đam đơn là đâm ra là cá khoai. Kinh công được gần. Ừ,
Ngọt chi điêu chết rồi này. Ui, team này có ông này 10 triệu mà gần vặt team 12 triệu này. Để xem nào. Để xem thế bộ Nami Swan gánh team trận này. Để chúng ta xem Nami Swan gánh team được không. Nami Swan. Ui, để Nami Swan này tuột xích 2 triệu 6 này. Ôi chết rồi mà vẫn liên kích được kìa. À hồi sinh lại vẫn liên kích được kìa, ảo nhờ. Tôi nhớ là xanh với cả Zoro là hồi sinh lại có liên kích được không nhờ. Ôi Nami này hồi sinh lại vẫn liên kích được này. Căng thật sự. Khá căng đấy anh em ạ. Ikeru es nishita. Tempo. Tempo. Ủa. Chết luôn Zoro. Úi giời ơi. Ghê đấy. Ghê đấy anh em ạ. Cũng khét đấy. Đây, giảm công 99% mà ông Giang Eli rồi. Đấy, giờ ông chém có 33 đam thôi. Vừa nãy phát đầu tiên chém có 33 ca đam thôi anh em ạ. Phải giảm công 99% dã man. Đây, Zoro bị giảm công 99% đây. Úi này, đây, đam còn 1,4 triệu thôi, còn cái nịt anh em ạ. Đam bằng nghĩa là 10 triệu đấy, nếu mà nhân lên là 10 triệu đấy. Đấy, đấy còn có 1,4 triệu thôi. Pha giảm 99% đam. Pha tuốt giảm 99% đam anh em ạ. Ui ta tròn. Rayleigh nó tuốt rồi. Tuốt Marco rồi. Nó tuốt Marco rồi. Ăn chặn hồi máu coi như đứt. Coi như đứt. Asir Bakke Mojan Tanamure. Ui ai ơi 31k. Cái gì dạ ai à, phải đợi đến team của Thủy Sư Đô Đốc Sengoku vào trận. Hiệp quá, ui hồi 4 triệu 9 máu chưa 1. Ad Hoác đây rồi. Đây bị choáng để cho Ad Hoác nó có dẹp. À đó. Phải hai đối tượng choáng thì Ad Hoác mới dẹp được. Quá được Katana này. Bây giờ vào Sengoku ulti cho phát à. Chắc là nghèo luôn biết. Người ta trước này, người ta chắc chắn là sẽ khóa được A rồi. Khóa được A hoặc Zoro rồi. Nhưng mà tỷ lệ cao sẽ khóa A. Khóa Zoro ạ. Toàn. Một vụt của Sengoku. Úi giời ơi, trời giáng anh em ạ. Dã man thật. Pha trời giáng của Sengoku. Ây vẫn còn sống được là cái last stand của ây quá ngoại kinh đấy. Ép hoặc kết liễu ông bạn này. Lên đường cái nhẹ này. Ui last stand vẫn cứu được ây một mạng kìa. Last stand 2 lần này em ạ. Khẹt thật nhưng mà 2 lần thì cũng hẹo. Đại tỷ Robin 51 à, nhị tỷ Nami Swan 51 triệu này gánh team này. Khẹt luôn đi chứ còn gì nữa. Ok, kèo đấu ngày hôm nay kết thúc đây nhá. Anh em thấy hay thì bổ tôi quả like và đăng ký kênh nhá. Hẹn gặp lại anh em vào những kèo hấp dẫn khác. Bye bye, chào tạm biệt anh em.